Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của mình nhé. Đây là có một cái cây quạt gió nhỏ, hiện tại là nó bị đề ba chậm. Đây mình sẽ ghim điện cho các bạn xem nhé. Bữa nay Lu Bu không có quay mấy clip quạt cho các bạn xem. Đó, mình đã ghim điện rồi nha các bạn. Hiện tại là đang bắt số 3 này. Nó các bạn thấy số 3, nhưng mà cái cánh các bạn thấy, để ý các bạn thấy nó là nó nhích nhích nhích, các bạn thấy không? Đó. Này, số 1 này. Cũng vậy luôn. Số 1 cũng hiện tượng luôn, số 2 này. Đó, nếu mà các bạn nhìn kỹ ấy, là các bạn thấy là cái cánh của nó nhích 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 nhẹ ở đây, các bạn thấy không? Đó này này. Này. Này này, các bạn thấy cái cánh nó nhích nhẹ nhẹ qua đây, các bạn thấy không? Mình giờ cái quạt thì mình thấy nó rung rung đó. Đó thì những cái này thì các bạn nên nên tắt quạt và mình xử lý ngay, chứ các bạn không nên để cái quạt các bạn bấm mà các bạn quên, các bạn để luôn là nó cháy cũng động trong luôn ấy. Đó thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình tháo ra, mình xử lý cái quạt mà đề ba chậm này cho các bạn nhé. Các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ kết cảnh nha các bạn. Đây cái quạt này cái hiệu là model là B38. Rồi, mình sẽ tiến hành mình rút điện. Đó, rút điện nha các bạn. Đây thì mình sẽ xử lý, mình sẽ chuẩn bị một cái chai dầu. Mình tháo cái nắp phía sau ra. Đây các bạn, tháo cái nút này ra nhé. Rồi, xong chúng ta tháo ốc này ra luôn. Quạt các bạn chạy thời gian, có khi hoặc là các bạn không không sử dụng ấy, là thời gian tự động nó giống như là nó bị khô dầu, bó bạc nghẹt chục luôn ấy. Đây quạt này cục máy tương đối to, khô đồng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chà dầu cho quạt nha các bạn. Đây các bạn sẽ chà vào cái bạc của cái quạt này này. Đó các bạn thấy cái bạc nó nằm trong đây này. Chúng ta sẽ đổ dầu vào cái miếng thấm của cây quạt này. Đấy. Đây các bạn lấy dầu nhé. Này chúng mình làm đơn giản thôi. Những cái clip trước là mình đã hướng dẫn các bạn là cái bạc này chúng ta chà như thế nào đấy. Đó các bạn nhỏ dầu vào đây. Rồi ok. Chúng ta vẫn giữ vậy nha. Xong rồi chúng ta lấy quơ cái cánh nha các bạn. Chưa, để mình tháo cái nắp trước rồi đi. Đây mình sẽ tháo cái nắp trước ra, mình sẽ quay cái cánh cho nó dễ dàng. Rồi. Đây. Này nó cứng ngắc luôn rồi mọi người. Chúng ta mới có chế dầu ở bạc sau nha các bạn. Còn bạc trước nữa. Đó các bạn quay mà cảm giác mà nó nhẹ nhàng mới được. Rồi. Đó, chúng ta mới có chứa dầu bạc sao thôi. Còn nếu mà chúng ta kỹ nữa thì chúng ta tháo ra, chúng ta thay thay bạc và thay cốt luôn là ok. Đó là kỹ nha các bạn. Còn cái này nếu mà các bạn không, các bạn mà thợ ở nhà các bạn không có xa thợ, hay là một số chỗ mà các bạn không có thể đem đi sửa, thì các bạn cứ đem ra các bạn chà dầu. Đây thì mình sẽ, cái này đưa vô cái bạc này hơi khó nha các bạn, cho nên mình sẽ thấm dầu qua cái phần này đó, mà mình sẽ đưa vào đây đó, mình đưa vào ngay cái bạc nha các bạn. Rồi ok, xong rồi chúng ta quay tiếp. Đó các bạn thấy nó nhẹ hiều rồi, các bạn thấy không, vì lâu quá nó khô ấy, nó khô dầu cái các bạn ghim, các bạn ghim lên thì nó đâu có quay được, nó bị cứng bị rít. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt thử cho các bạn xem này. Đó rồi mình đã ghim điện lên rồi nha các bạn. Đây 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 là cái chai dầu này. Đấy, mình sẽ ghim điện cho các bạn xem, mình bắt thử này. Đó các bạn thấy không, chỉ vài bước đơn giản thôi thì cái quạt của chúng ta nó đã quay rồi, các bạn thấy không, cực
kỳ ngon các bạn thấy không? Quá im luôn. Đó, vài bước đơn giản thôi các bạn. Có khi mà chúng ta không biết ấy, nó các bạn đem đi sửa hoặc các bạn làm sửa những cái thứ này thứ kia rồi cái nó làm cho ảnh hưởng, có khi các bạn biết là nó bị hư cái này mà các bạn đi các bạn sửa cái kia thì có nhiều khi nó hư ra từ lưa nữa đó các bạn thấy không. Quạt giờ quạt cực kỳ mát rồi các bạn thấy không, quá ngon. Đây tắt này đó, hồi nãy các bạn thấy là mình bắt số 1, số 2, số 3 nó đều quạt nhích nhích không các bạn thấy không. Giờ nó nhảy hiều này, số 1 này đó, quạt khá là im. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau của Cá Cảnh nhé. Quên nữa, còn gắn gắn quạt lại nữa chứ các bạn. Xong chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta gắn lòng hơn trước vô đây. Các bạn xem, nếu mà các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, còn nếu mà bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ để lại một like cho mình nha các bạn. Đừng quên là các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của Cá Ếch Cảnh. Cá Ếch Cảnh thì chuyên về sửa quạt và đôi khi thì cũng quay có một số clip vlog này kia. Đây mình có mới lập thêm cái trang web đó mà. Bạn nào mà có mua bán rau quặt gì đó, các bạn vào cái trang cần thơ số.com, trang đó là trang của mình đó. Trang đó thì rau quặt miễn phí. Đây, các bạn can ngay cái lỗ các bạn mới dặn vô được nhé. Cái này nếu mà can không ngay là các bạn dặn nó không có vô đâu đấy. Đó. Coi con ốc này nó đơn giản vậy chứ có nhiều khi các bạn nhận hoài nhận không vô chứ không có dẫn đâu. Đó, mình can phải ngay cái lỗ mình dặn mình mới siết nó được. Đó, xong. Ấn cái nút vào. Rồi. Điện điện lại thử nha các bạn. Các bạn nếu mà bạn nào mà không có tiện mà đem quạt đi sửa rồi này kia, lâu lâu mà quạt của bạn mà bị đề ba chậm đấy thì các bạn cứ đem ra các bạn chế dầu vào hai bạt mà các bạn thao tác giống như mình vậy đấy. Đó các bạn thấy rất là ok các bạn không, rất là im luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn thấy hay các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Cá Ếch Cảnh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.